Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay ẩm thực miền quê mình mời các bạn cùng vào bếp để làm món chả cá thịt viên nhé, để chúng ta dùng dần ạ. Đây là thành phẩm mình vừa mới làm xong ạ. Bây giờ mình sẽ cất vào trong cái hộp ấy để chúng ta có thể dùng dần ạ. Bây giờ là mùa dịch ấy, thì chúng ta nhiều lúc mình mua thực phẩm về mình có thể làm cất để dùng dần. Nhất là nhà có các con nhỏ ấy thì phải ăn đầy đủ dinh dưỡng thì các con mới phát triển được, không có nhiều bé không đủ dinh dưỡng ấy, nó gây ra tình trạng suy dinh dưỡng, còi các bạn ạ, thiếu cân đấy ạ. Cho nên là mình làm như thế này ấy, thì nó có cả thịt cả cá rồi, rất là đầy đủ dinh dưỡng. Mình cất vào trong cái hộp này thì chúng ta có thể dùng được dần nhé. Hôm nay mình chia sẻ các bạn cách làm là chả cá thịt nhé. Thì mình làm như thế này để dùng dần các bạn ạ. Nguyên liệu của mình để làm món này thì các bạn chuẩn bị cho mình 1 kg thịt xay nhé. Mình đã xay rồi đấy ạ. Và cá mình cũng dùng 1 kg cá, là thịt cá luôn nhé. Đây là mình dùng cá trắng các bạn ạ. Mình đã nóng hết cái phần xương lên rồi. Và các vị thì chúng mình sẽ nói sau, nhưng đây là các bạn chuẩn bị cho mình hành thơm, hành lá và thìn nà nhé. Bây giờ mình sẽ thái cái phần cá và thịt này để mình sẽ xay lẫn lên. Nhiều lúc ấy, làm chả cá không ấy, thì các bé trong gia đình chúng ta không hay ăn mấy, nhưng mà chúng ta làm lẫn như thế này ấy, thì các con sẽ dễ ăn hơn nhé. Mà để cho mùa dịch của chúng ta các con ăn đầy đủ dinh dưỡng, và nhất là chúng ta sợ các bé hay bị suy dinh dưỡng, thiếu chất đấy ạ. Thiếu chất sẽ dẫn đến suy dinh dưỡng, nên là chúng ta làm đầy đủ dinh dưỡng thì các con ăn sẽ đảm bảo nhé. Trứng, cá, thịt nó là những chất đạm cần cung cấp cho cơ thể của các bé khi các bé đang phát triển nhé. Mình làm như thế này ấy, thì mình có thể để cất vào trong tủ lạnh ấy, để mình dùng dần nhé ạ. Chúng ta làm, chúng ta dùng 1 tuần hoặc nửa tháng. Lọc bỏ cái phần da đi. Cái cối của mình nó nhỏ cho nên là mình phải thái xong thì mình mới xay được các bạn nhé. Mình thái nhỏ ra xong đó thì mình đem đi mình xay. Phần hành thơm này các bạn cũng đập ra để mình cho vào cá nhé. Thơm phần hành lá này thì các bạn lấy cho mình cái phần đầu hành thôi. Phần thì là này các bạn sẽ thái nhỏ ra. Các bạn, khi mình đã thái xong rồi, bây giờ mình sẽ cho một ít dầu ăn vào cá này để mình xay nó sẽ dễ hơn nhé. Các bạn cho mình ở đây một thìa dầu ăn nhé. Nước mắm các bạn sẽ cho mình vào đây. Chút nước mắm này. Và thịt cũng vậy nhé. Chút vào đây. Mình xay cho nó thơm lên ạ. Muối bột canh các bạn cho mình để một thìa cà phê này nhé. Thì thìa các bạn ăn được canh nhiều thì mình sẽ cho tiêu nhiều, còn ăn ít thì mình chỉ cho ít thôi nhé. Và bột ngọt các bạn cũng cho mình mỗi bên một thìa. Sau này mình sẽ trộn đều nó lên tất cả các bạn ạ, khi xay xong rồi ạ. Và các bạn cho mình ít đường nữa. Có lấy khoảng độ 2 thìa cà phê này đường nhé, mỗi lần lấy được có tiện. Bây giờ mình trộn đều lên để mình đem đi mình xay nhé.
Đây các bạn sẽ cho cái phần cá vào để mình xay nhé. Đây các bạn, mình xay cá nhỏ là được rồi nhé. Cái phần thịt này mình cũng xay lại đi cho nó nhỏ thêm nhé. Đây các bạn, sau khi mình xay xong rồi nhé, bây giờ mình sẽ cho cái phần thịt nào vào. Rồi để mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên. Đây các bạn, mình sẽ bóp cái hỗn hợp này lên cho nó đều nhé, để cho thịt và cá đều nhau. Sau khi mình trộn đều rồi các bạn nhé, bây giờ mình sẽ lặn thành những viên để các bạn đem đi này để mình hấp nhé. Hấp thì sau lúc nào chúng ta ăn ấy thì chúng ta có thể lấy ra mình chiên lên là được, hoặc là các bạn không thích thì chúng ta có thể chiên lên luôn cũng được. Nhưng đây mình dùng để làm dùng dần nhé ạ. Mình sẽ hấp. Đấy, làm thành những viên chả cá như vậy. Các bạn cho mình lồi nước lên bếp và mình cho cái vỉ hấp vào. Mình sẽ lót lá chuối các bạn nhé. Lá chuối các bạn sẽ xé ra cho mình để cho nó có cái độ thoáng nhé. Để khi mình cho chả cá vào mình hấp. Rồi, những viên chả cá này các bạn sẽ xếp vào cho mình. Mình sẽ phải hấp làm nhiều mẻ mới hết được chỗ chả cá này nhé. Các bạn hấp cho mình. Đây các bạn, sau khi mình hấp được 15 phút nhé, bây giờ mình sẽ lấy cái phần chả cá này ra các bạn ạ. Để ra cho nó nguội nhé. Đây các bạn, mình cũng lại hấp mẻ này lên nữa nhé. Đây các bạn, khi cái phần chả cá này nhỉ, mình hấp như vậy là đã được rồi nhé. Bây giờ mình sẽ cho ra ngoài ạ. Các bạn sẽ để nguội cho mình, sau đó mình chưa dùng đến ấy, thì mình cất vào những cái hộp. Các bạn có thể chứa trong ngăn đông hay ngăn mát. Ngăn đông thì chúng ta để lâu cũng được, vài tháng hoặc một tháng. Còn chúng ta để trong ngăn mát độ một tuần chẳng hạn thế. Khi mình rảnh rỗi ấy, thì mình cứ làm, thì là lúc nào mình bận ấy, thì mình có thể lấy ra để mình dùng. Như vậy là ẩm thực miền quê mình đã chia sẻ các bạn cách làm món chả cá thịt nhé. Chả thịt cá viên hấp để chúng ta dùng dần. Các bạn thích like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.